Các bạn, trên tay mình đây là một con chuột. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con chuột này. Đây là một sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hầu dán. We'll be right back.